rất vui gặp lại chúng ta. Nào, tay vỗ tay thật lớn lên nào quý vị. Chúng ta đang đến với vòng thi tháng của chương trình Gia đình Tài Tử. Ngày hôm nay sẽ có sự góp mặt của cả ba gia đình chiến thắng ở cuộc thi tuần. Trước khi gặp gỡ ba đội ngày hôm nay, Quỳnh Linh xin giới thiệu thành phần ban giám khảo: nghệ sĩ nhân dân Thanh Hoa, nghệ sĩ ưu tú Đức Thịnh, nhạc sĩ ca sĩ Vũ Quốc Việt. Và bây giờ sẽ là ba đội chơi. Xin mời quý vị hướng về màn hình. Chào chị. Hôm nay là chuẩn bị để đón sứ giả tới để cho chương trình mùng tháng. Dạ. Rồi cũng sẵn dịp là hôm nay sinh nhật của chị. Oh, happy birthday chị. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Chuyến này thì ca khúc rất là quen thuộc, nói về tình yêu gia đình ấm cúng. Tốp leo lý tưởng của em và của anh, đâu đâu nào em ơi. Tốp leo lý tưởng đó ta xây bằng duyên bằng tình, không ai mà khi ta ngắm nhìn một bầy heo xinh nữa đó. Và đó là ca khúc Tốp leo lý tưởng. 2 3. Hôm nay chúng ta có một không khí vui vẻ thế nào, bạn có thể diễn tả không khí trong cả cái gia đình chúng ta không? Dạ, gia đình của em đến đây là với tiêu chí là lúc nào quay chơi hết mình rất là vui vẻ. Thời gian trôi qua rất nhanh mà mái tóc cũng không thay đổi. Xin chào các bạn có mái tóc độc lạ đẹp. Để tóc này hoài ha, thấy tôi khen để hoài ha. Dạ không, có thay đổi tí xíu, lúc trước cột thấp hơn bây giờ cột cao lên rồi. Hy vọng là những thay đổi đó nó sẽ có một điều mới lạ tinh khôi trong tác phẩm ngày hôm nay của gia đình. Chúc mừng ở nhà đã thắng được vòng thi tuần. À, bây giờ sẽ giao thử thách vòng thi tháng. Ở thử thách vừa rồi thì cảm giác của gia đình như thế nào? Nói chung là thi tuần thì cảm giác gia đình rất là phấn khởi. Cầm súng, lòng dắt đầy trên lưng. Mùa xuân người ra đồng, lộc trái dài nương lúa. Ở vòng thi tháng này sẽ khó khăn hơn rất là nhiều. Ca khúc này có số, có đường. Ồ, rồi khó lắm hồ. Tựa bài, rồi xong, cả nhà hoang mang. Bán không ra. Bài gì? Những chữ như sau: từ một ngã tư. Từ một ngã tư đường phố. Dạ đây, đó là thử thách quát. Rồi, từ một ngã tư đường phố. Bác biết này không? Bác không biết nhưng mà bác nghe hoài. Đúng rồi, đúng đường phố này. Bây giờ xin phép cảm ơn cả nhà. Cảm ơn. Xin được chào đón cả gia đình chú Mẫn. Ngày hôm nay được đến với cuộc thi tháng này, gặp rất nhiều đối thủ mạnh. Chú có cảm nghĩ như thế nào ạ? Nói chung là đối thủ thì từ xưa đến nay thì cũng có nhiều đối thủ lắm. Nhưng mà cái đối thủ ngày hôm nay thì đúng là quả là hồi hộp. Cái thắng thế là đầu thì xuôi thì đuôi lọt. Nhưng mà bây giờ không biết đuôi làm sao đây, bởi vì đấu với ba là có lọt được hay không. Cho nên là cũng rất là hồi hộp. Xin hỏi bạn thi được thi tuần á. Tôi nhớ rằng đạo diễn Đức Thịnh có nói rằng bạn làm dòng sông mà sông không có nổi lên. Bạn nữ á, nó lần này thì bạn có làm nổi sóng được hay không? Dạ lần này là sóng bão luôn, dập đùng đùng luôn. Chắc chắn như vậy không? Dập đùng đùng luôn. Em muốn được cùng em về vùng biên vắng, mình sẽ sống những ngày hè như nắng dưới bóng dừa là lời sẽ nói yêu em mãi, nói những lời yêu thương đã từ lâu ấm áp trong lòng hoài. Chào cả nhà. Hey. Bây giờ hỏi chú đi, cảm xúc của chú như thế nào? Cảm xúc lần đầu tiên thấy phấn khởi, vui vẻ cả nhà. Câu đụng được lên truyền hình quay phim quá hay rồi. Rồi bây giờ thì dòng hai đợt này là sẽ là một bài hát, chị đọc giùm em đi. Chiếc gậy Trường Sơn. Chiếc gậy Trường Sơn, nhà cách mạng, sao không thuộc với anh rồi? Gia đình chúng ta bây giờ phải tập cách mạng thôi. Nhưng mà có ai thuộc câu nào trong bài hát Chiếc gậy Trường Sơn không? Phải không? Thanh niên quê ta ngồi chiếc gậy Trường Sơn. Đúng rồi, ta rồi cũng được, hát ba đúng không biết rồi, miễn sao mình thua. Đúng được 4 chữ là hay rồi, sau đó mình học tiếp. 2 3. Yeah. Xin chào cả nhà.
Lần trước chú Quỳ Linh có nhắc nhở đi biển đừng có mang vớ, bữa nay mấy con đi chân không không hả? Phải không? Lo sợ mang vớ hay sao vậy Tài? Tại mấy cháu để dép ở dưới. À, bữa nay có tắm biển không mấy con? Hôm nay con làm gì? Dạ, con thi gia đình tài tử. Dạ, em biết thi gia đình tài tử, nhưng mà thi gia đình tài tử làm gì? Dạ, cất nước cho bộ đội. Con làm gì? Cất nước cho bộ đội. Rót nước cho bộ đội. À, hôm nay con thi rót nước đúng không? Nhưng mà chú Linh nhắc con nha, hôm trước thi tuần á, con Lon đứng con coi, coi hoài không ra luôn. Mọi người la quá trời, cuối cùng nhảy ra là hát được hai câu hết bài. Rồi, một lần nữa xin chào đón cả ba gia đình đến với chương trình Gia đình Tài tử. Và bây giờ, ba thành viên đại diện sẽ lên nút thăm xem đội nào thi trước, đội nào thi sau. Gia đình chị Tài sẽ là gia đình thi đầu tiên, gia đình chú Mẫn thi thứ hai, gia đình chị Trinh thi thứ ba. Chung là mình chuẩn bị trời từ tối hôm qua, tập hợp ở lại hết để sáng nay là mình chuẩn bị đi sớm để mình để có sự chuẩn bị. À, nói chung là mình cũng không có gì để lo lắng nữa. Mình nói chung mình có sự chuẩn bị thì cũng kỹ càng hết rồi. Nhưng quan trọng là mình phải giờ thi đấu hết mình thôi. Chứ giờ cũng không có gì là để nữa, nói chung là đã vô là cố gắng rồi. Đúng rồi, gọi mạnh mạnh đây. Em cứ theo nhạc nè. Tưng 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 tưng. Đây con đi theo nhạc. Em cứ theo nhạc này chị. Rất là cảm ơn cái chương trình đã cho gia đình anh tham gia để dự được cái chương trình này. Thì anh cũng chúc bà xã cùng tất cả anh em trong gia đình là tự tin, cố gắng hết mình. Phải nói rằng bài hát này gia đình tập mà dường như rất là kỹ, và những cái bè bối cũng như là những cái giọng hát nam chính á, rất là mãnh liệt so với cái cuộc thi tuần á, là phải nói rằng khá là hơn rất là nhiều. Có một cái vấn đề là lưu ý là có một cái chú bộ đội là có cái bộ tóc nó quá bồm sồm và nó rất là thời thượng. Tôi nghĩ cái này là chắc đánh ở chỗ nào đó đặc biệt lắm, thành bom nó nổ xù lên vậy. Theo cảm nhận của Thanh Hoa thì thấy là mình cũng đã hát hết sức để thể hiện về bài hát này. Bởi vì cái bài hát này chắc chắn là nó nổi tiếng của thời mà tất cả các bạn trẻ ở đây cũng chưa nghe, chưa biết. Cho nên là cái khí thế, cái hào hùng của cái thanh niên thời đó nó khác với bây giờ rất nhiều. Nhưng chúng ta cũng đã lột tả được cái hăng hái
Nhưng cái hăng hái của thời này thì nó mãnh liệt hơn, nó to, nó hét to được như thế, nhưng mà nó không có cái độ sâu. Ví dụ như là các bạn hát được cái chỗ là thanh niên quê tôi lắm chiếc gậy hành quân, nó là như thế nhá. Đã cho tên gọi là chiếc gậy Trường Sơn, tất cả mọi thứ chứ. Thanh niên quê tôi lắm chiếc gậy Trường Sơn, nó rất là thoải mái quá. Thì trong cái bài hát này, bởi vì không thể trách các bạn, đây chỉ là nói để chúng ta cùng chia sẻ. Tất cả gặp những cái hành khúc như thế này, chúng ta phải luôn luôn hình dung, các bạn trẻ hình dung là hành quân vừa đi vừa hát. Và ngay cả khi gặp cô gái trên đường hành quân ấy, gặp đến người thân, thì anh bộ đội đóng rất tốt, mặc dù là đầu tóc thì nó hơi có tí hiện đại, thì mặt rất là hồ hởi phấn khởi, nhưng mặt cô giáo lạnh, mặt cô gái lạnh te. Tất nhiên con gái thì có chút kiêu sa. Thế nhưng hai người đang cãi nhau, hay là đang giận nhau, như là đang giận người yêu ấy. Những cái đấy nó là, các bạn nhớ là khi gia đình chúng ta đã hóa thân thành những nghệ sĩ, thành những người ca sĩ, nghệ sĩ biểu diễn như trên sân khấu để tất cả mọi người xem, thì chúng ta cũng hòa nhập với cái bài hát. Thế còn cái hình ảnh của bà già ra rồi gặp con, cái thứ rất là ok, tốt. Vẫn giống như hồi thi tuần á, các bạn đúng là một cái màu sắc của gia đình tài tử, tức là mình có bao nhiêu mình chơi hết. Nhưng cái bài hát này nó cũng là thuộc loại bài khó hát chứ không phải dễ hát đâu. Để lột tả cái chất hành quân nó ra thì không phải khó kinh nghiệm gì lắm. Nhưng mà rất may là các bạn lột tả nó, tôi nói là dễ nghe và rất là dễ chịu. Chỉ có một cái chi tiết duy nhất là anh cầm cờ á, lúc anh chạy đâu á, thì từ trước giờ tôi thấy chưa có ai cầm cờ mà chạy ve lại hết trơn á. Chỉ có mình anh là tôi thấy cái tư thế chạy cầm cờ lại lắm. Anh chạy một vòng xong anh vô giữa, cái anh ve vào vị trí rồi nè. Tại sao anh không chạy luôn hẳn một vòng hẳn hoi, nó ai hùng như thế, nó len vào trong kia đứng cầm cờ, anh ve lại chứ nó mất khí thế. Chạy một vòng cái len vô cái ve là không, cái lúc đó là bị giặc nó bắn quá thì anh phải ve anh né chứ. Dù sao cũng một lời khen là các bạn đã vượt lên chính mình. Tôi thấy rõ là các bạn rất là cố gắng trong cái ca khúc này, và tôi bất ngờ vì cái tiết mục của các bạn. Cảm ơn bạn Dương Khải.